đi trình bày nội dung về tác giả tác phẩm thì chúng ta có thể có ba cách đi như sau chị sẽ cho các bạn ba cách nhé hay chính là ba công thức luôn được không ạ đây nhá cách số 1 à cách số 1 nhá thì các em đi từ thông tin tác giả bình thường thôi đi từ thông tin tác giả bất cứ thông tin nào mà các bạn muốn đưa vào được không ạ? À? Đưa khoảng 2 đến 3 thông tin. Được không? Sau đó thì dẫn vào tác phẩm và dẫn vào cái đoạn trích, vị trí đoạn trích. Thường bây giờ sẽ là vị trí đoạn sẽ là đoạn trích mà. Được không ạ? À? Thì đây là cái cách đầu tiên nhá. Thế thì các bạn mới hỏi chị là đi từ thông tin tác giả mình sẽ đưa như thế nào? Cái việc mà chúng ta cần có bây giờ ấy chính là một cái bảng biểu mà hôm nọ chị có gửi cho các bạn rồi, không biết là các bạn đã xem hay chưa. Đấy là một cái bảng biểu mà chúng ta có về thông tin các tác giả. Chị đã gửi cho các bạn rồi đấy ạ, không biết là các bạn bạn các bạn đã xem, các bạn đã xem cái đó hay chưa. Nhá, không biết các bạn đã xem cái đó hay chưa, đây để chị mở lại cái đấy ra và chúng mình sẽ dựa ngay vào cái đấy nhá. Chúng mình sẽ dựa ngay vào cái đấy để làm gì ạ? Chúng mình sẽ dựa ngay vào cái đấy để chúng ta sẽ triển khai cái luận điểm số 1 này cực kỳ hiệu quả luôn. Đây đợi chị chút nhá. Được không ạ? À? Đợi chị chút nhá. Để chị sẽ sao chép cái đường link này và chị sẽ mở cho các bạn, các bạn sẽ nhìn thấy ngay. Được không ạ? À? Các bạn sẽ nhìn thấy ngay nhá. Ok ạ. À. Đây chị sẽ sao chép cái đường link này. Và hãy nhớ nhá, đối với cái cách đầu tiên này thì chúng ta rất là đơn giản, chúng ta đề cập đến thôi. Ok chưa ạ? Đây ở đây là đây là những tác phẩm lớp 11 này, ví dụ như Tố Hữu. Được coi là lá cờ đầu của thơ ca cách mạng Việt Nam, hồn thơ Tố Hữu gây ấn tượng với người đọc bởi giọng thơ trữ tình chính trị. Chặng đường thơ của người nghệ sĩ này song hành cùng chặng đường cách mạng. Thơ Tố Hữu mang giọng điệu trẻ trung sôi nổi, tinh thần lạc quan và luôn tin tưởng vào ngày mai tươi sáng của dân tộc. Ví dụ là như thế. Theo cái hướng số 1 ở đây, được chưa ạ đó là cái hướng đi từ thông tin tác giả chúng ta sẽ lựa chọn ra hai thông tin nhé hãy chú ý thêm này khi mà các bạn học kiến thức nền về tác giả thì các em nên phân thành rõ ra đó là thông tin về tác giả thì tôi sẽ có một là thông tin về cuộc đời tức là về con người hai là sự nghiệp sáng tác được không về con người thì chúng ta có thể chú ý đến tính cách đó, chú ý đến những cái thông tin liên quan tới con người của tác giả này về quê quán, về tính cách, sở trường, vân vân đúng không? Còn về sự nghiệp sáng tác thì chúng ta sẽ thường quan tâm tới cái gì nhỉ? Nào, đối với sự nghiệp sáng tác của một tác giả thì chúng ta hay quan tâm tới cái gì nè? Chị xin mời Ngọc Diệu nào, xin mời em. Đối với sự nghiệp của một tác giả, sự nghiệp sáng tác thì mình hay quan tâm tới các yếu tố gì em nhỉ? Nào, mình hay quan tâm tới các yếu tố gì nhỉ? Ồ, oh, chị không thấy Ngọc Diệu bật mic à? Ok, Khánh Vi nè. Yeah. À, ok, ok, rồi chị mời em nè. Dạ, các tác phẩm tiêu biểu À rồi, Điết chính xác. Dạ. Tác phẩm tiêu biểu gì nữa nè? Gì nữa em? Yeah. Thể loại. Có nghĩa là gì nhỉ? Ý là gì nhỉ? Thể loại sở trường. Đúng không? Nhất trí. À. Gì nữa nào? Gì nữa nào? Chú đến gì nữa nhỉ? Đến gì nữa nhỉ Có phong cách nghệ thuật không? Được không? Ừ, rồi Thế thì có quá trình sáng tác không? Được không? À Thế có quan điểm nghệ thuật không? Được không? À Thế thì có đề tài không? Ừ. Ừ. thế thì các bạn có thể thấy là gì đấy thấy không chị cảm ơn em nhá chúng mình có thể thấy ở đây là nếu như nói về sự nghiệp sáng tác của một người nghệ sĩ thì chúng ta nên chia ra như thế này thế thì câu hỏi chị mới đặt ra cho các bạn đấy là các em đã gì ạ chị đặt ra cho các bạn đấy là các bạn ơi các bạn đã các em đã phân những cái thông tin được cung cấp về tác giả thành những cái ý như thế này chưa bởi vì nếu như các bạn khoa học được cái nội dung thông tin kiến thức nền mà các bạn tiếp nhận ý, thì cái phần học kiến thức nền của các em sẽ trở nên tốt hơn rất là nhiều. Nên nếu như các bạn chưa thể phân loại được nó ra cụ thể thành những tiêu chí như thế này thì các em có thể là dành thời gian để ngồi, để phân loại lại để chúng ta có thể học và nắm thật là chắc về các tác giả nhé. Ok chưa nào? Thế thì ở đây chúng ta có thể thấy rằng là đối với thông tin tác giả chúng ta có thể lựa chọn những thông tin về con người hoặc là những thông tin về sự nghiệp sáng tác Hoặc là chúng ta có thể đan cài những cái thông tin này Sao cho phù hợp để có thể dẫn được đến tác phẩm và đoạn trích Ok chưa ạ? À? Thế thì ở đây nhá, chị sẽ lấy một cái ví dụ Các em muốn lấy ví dụ về tác phẩm nào nè? Cho vốt nhỉ? Nào chúng mình muốn lấy ví dụ về tác phẩm nào? Khánh Vi đi xem nào Khánh Vi muốn lấy ví dụ về tác phẩm nào đây em? em muốn lấy ví dụ về tác phẩm người lái đò sông đà nhất trí rồi người lái đò sông đà của nhà văn Nguyễn Tuân được không ạ? À? Thế thì xin mời tình yêu bé nhỏ của chị vẫn tiếp tục là Khánh Vi cho chị một số thông tin về ông Nguyễn Tuân nào? <laughs> nào xin mời em cũng là nhắc nhớ kiến thức đây ạ. À. Nào. Um, ok về con chị... người đi về con Tại người của mấy... Nguyễn Tuân nào? Ở Tài hoa uyên bác ạ à tài hoa này chính xác uyên bác này gì nữa suốt đời đi tìm cái đẹp ạ à rồi suốt đời đi tìm cái đẹp gì nữa ờ văn của ông có cái ngông mạnh mẽ tự do và thế thì đấy là nói về sự nghiệp sáng tác rồi đúng không và đấy là trong cái phong cách nghệ thuật rồi đúng không vâng đấy ý chị là như thế mình nên chia cụ thể ra nào em em nói với chị tiếp tục nào, chị nghe đây nào đang mở mở cái gì để xem đúng không tôi nghi lắm nha <laughs> nào đấy chết rồi đang tra, tra cứu rồi <laughs> phải ông vi <laughs> ok không sao không sao hết miễn là chịu khó học hỏi tìm tòi nào cho chị biết những thông tin gì về nguyễn tuân nữa nào um, ông là gương mặt Tiêu biểu của nền văn học Việt Nam hiện đại à? Ôi dồi ôi tổng kết luôn à <laughs> Nhà văn nổi bật Hay là tiêu biểu Của nền văn học Việt Nam hiện đại Gì nữa Gì nữa Về quá trình sáng tác đi Mình có thể lấy mốc năm bao nhiêu để chia ra Quá trình sáng tác Mốc năm bao nhiêu biết không Đó. Không biết á vi nhớ không? Cha cứu vẫn chưa ra Hả? Chưa trợ giúp Sự trợ giúp từ đội tài liệu internet vẫn chưa ra Hả? <laughs> Rồi ok Nếu như nói về quá trình sáng tác của nhà văn Nguyễn Tuân Thì chúng ta sẽ nhớ tới cái dấu mốc năm 1945 Đúng không ạ? Người ta nói rằng là cách mạng tháng 8 năm 1945 thực sự đã trở thành một trục bản lề lịch sử để nhà văn Nguyễn Tuân có được một cái cuộc lột xác kỳ diệu trước năm 1945, trước 1945 nhé, thì những cái đề tài mà Nguyễn Tuân viết á, chủ yếu là về vẻ đẹp của quá khứ vang bóng một thời, được không ạ? À? Về đời sống trụy lạc, đó, được không ạ? À? Về hình ảnh của những cái nhà nho bất đắc chí. Thế nhưng sau năm 1945, khi mà ánh sáng của cách mạng đã soi rọi tâm hồn của người nghệ sĩ này thì lúc bấy giờ nhà văn nguyễn tuân đã gì ạ à nhà văn nguyễn tuân đã dùng ngòi bút của mình để có thể phục vụ cho cách mạng mặc dù là vẫn mang một cái vẻ đẹp phong cách riêng của ông cái cái đẹp vẫn là một cái sợi dây xuyên suốt thế nhưng bây giờ không phải là cái đẹp của một thời vang bóng nữa mà lại là cái đẹp của gì ạ à mà lại là cái đẹp của hiện tại ông tìm thấy những con ở những cái con người lao động bình thường ông ca ngợi vẻ đẹp của quê hương thiên nhiên quê hương đất nước và chúng ta thấy được cái sự hòa nhập của nguyễn tuân với cuộc đời lúc bấy giờ thì đấy là về quá trình sáng tác nhá ok chưa ạ à? chú ý giúp cho chị là như thế rồi thế thì về phong cách nghệ thuật của nguyễn tuân thì cũng có rất nhiều thứ để nói hình ảnh một người nghệ sĩ mang trong mình cái chữ ngông đúng không tài hoa uyên bác ngông nghênh và kiêu bạc À, Nguyễn Tuân đã từng tuyên bố rằng là lòng kiêu hãnh đã xui khiến ta chỉ chơi một lối độc tấu trong văn chương Có lẽ cũng chính bởi vì thế mà văn chương của Nguyễn Tuân không phải là thứ văn chương dành cho những kẻ tầm thường Mà để có thể hiểu được văn chương của Nguyễn Tuân thì chúng ta cần phải gặm nhấm từng chút từng chút một Mới có thể thẩm thấu được hết những cái hay cái đẹp của Nguyễn Tuân Ông ấy là một trong những cái nhà văn mà có rất nhiều đóng góp cho cái sự phát triển của từ ngữ tiếng Việt được không ạ à? đưa vào đó những cái từ ngữ tiếng việt rất mới lạ và độc đáo bên cạnh đó là lý do vì sao mà người ta gọi nguyễn tuân là người thầy phù thủy ngôn từ là người luyện đan ngôn ngữ chính là như vậy được không nào thì ở đây chúng ta sẽ chú ý giúp cho chị là có rất nhiều những thông tin về nguyễn tuân nhưng vừa rồi thì chúng ta cũng đã được cung cấp một số những cái thông tin rồi thế thì bây giờ ví dụ như với cái đề bài là phân tích một cái trích đoạn mà nói về con sông đà tuôn dài tuôn dài như một áng tóc chữ tình mà đầu tóc chân tóc ẩn hiện trong mây trời tây bắc bung nở hoa ban hoa gạo tháng hai và cuồn cuộn mù khói núi mèo đốt nương xuân có nghĩa là cái đoạn nói về vẻ đẹp của con sông đà chữ tình á vẻ đẹp chữ tình thơ mộng của con sông đà nếu như đề bài là như vậy thì bây giờ chúng ta sẽ có thể viết cái luận điểm số 1 như thế nào đây Trước tiên để viết được luận điểm số 1 thì chúng ta cũng cần phải phát hiện thêm về cái hoàn cảnh sáng tác nhé Hoàn cảnh sáng tác của cái tác phẩm này Nào, không biết là các bạn có còn nhớ hay không ạ? Không biết các bạn có còn nhớ hay không nào? Chị mời một bạn nhé Chị mời uh, Duyên nào Chị mời em Dạ, chỉ ừ. là hình cảnh sáng tác là Sông Đà được sáng tác vào năm 1960 ừ. gồm 15 thể tùy bút Và đây là kết quả của chiếc đi Thực tế của Nguyễn Tôn lên đường núi Tây Bắc trăm năm 1958 À, rồi, rất tốt Chúng ta có là gì ạ? Người lái đò sông Đà Là một bài tùy bút Được rút ra Được không? Từ Tập Tùy bút Mang tên là gì nhỉ? mang tên là sông Đà, được hoàn thành vào năm 1960. Được không? Gồm gì? 15 bài tùy bút và một bài thơ ở dạng phát thảo. Được không ạ? Và một bài thơ ở dạng phát thảo, đúng không ạ? Và đây là thành quả của chuyến đi thực tế. Vào năm bao nhiêu? Năm bao nhiêu nhỉ? 1958 của Nguyễn Tuân Đúng không? Và chúng ta có thể thấy rằng là ở cái chuyến đi này Thì Nguyễn Tuân đã phát hiện ra những cái vẻ đẹp nơi thiên nhiên mảnh đất Tây Bắc Và cũng phát hiện ra cái vẻ đẹp ở con người Tây Bắc Thế nên ông ấy đã viết nên cái thiên tùy bút này được không ạ? À? Hay nói cách khác là trong cái chuyến đi thực tế vào năm 1958 đó, thì bản thân Nguyễn Tuân đã gặt hái được một cái mùa văn học rất dồi dào và chính cái mùa văn học đẹp đẽ ấy để đến bây giờ chúng ta đang ngồi ở đây và có thể có được một cái sự cảm nhận rất đầy đủ về một trong số những cái gì ạ được coi là thành quả đẹp của Nguyễn Tuân đấy, được không ạ? À? Thế thì cái hoàn cảnh sáng tác đã viết được như thế rồi thì bây giờ chỉ cần ghép với nội dung của tác giả thôi. Ví dụ. Đây nhá Là người con của vùng đất Hà Thành Được không? Là người con của vùng đất Hà Thành Ví dụ là như vậy Được không ạ? À? Là người con của vùng đất Hà Thành Phẩy Nguyễn Tuân Được không? Luôn mang trong mình Luôn mang trong mình Vẻ đẹp Tài hoa Nghệ sĩ Hiếm có Đó Ví dụ như thế Xong rồi mình sẽ nói được chưa nhà văn này hiểu biết uyên bác về nhiều lĩnh vực khác nhau và khéo léo đan cài được không ạ à? những à, kiến thức rộng mở ấy trong những tác phẩm của mình À, trong tác phẩm của mình trong tác phẩm của mình đó chấm được chưa nguyễn tuân ham đi được không muốn đi để gì ạ để bắt được những khoảnh khắc tuyệt đẹp của thiên nhiên và con người chấm được không ạ à? ông để lại ấn tượng với bạn đọc là hình với hình ảnh gì ạ à? là hình ảnh của một nhà văn được không ạ à? là hình ảnh một nhà văn của vực sâu thác dữ vực sâu thác dữ của những phong cảnh tuyệt mỹ của những phong cảnh của những phong cảnh tuyệt mỹ được không ạ chấm và một trong số những tác phẩm tiêu biểu được không ạ tiêu biểu là thành quả đẹp đó là thành quả đẹp của chuyến đi tây bắc của chuyến đi tây bắc vào năm 1948 58 là người là thiên tùy bút, người lái đò sông đà Xong bắt đầu trình bày nội dung về tức là cái thời điểm ra đời à, Đúng không ạ? Cái hoàn cảnh ra đời của cái tác phẩm này nhá Đấy, thế xong bắt đầu chúng mình sẽ nói là Cái đoạn trích này là nằm ở phần nào, nói về cái nội dung nào Kiểu kiểu thế Các em nhá, chúng mình ơi Chúng mình có hiểu cái cách đầu tiên này không ạ? Vậy thì suy cho cùng là cái điều quan trọng nhất để chúng ta có thể viết được theo cái cách đầu tiên, đấy là chúng ta phải nắm vững thông tin kiến thức về tác giả. Nhá. Quan trọng nhất là chúng ta phải nắm vững kiến thức thông tin về tác giả, sau đấy dùng cái lời văn của mình, làm thế nào đấy để cho cái phần diễn đạt thật là mượt mà và trôi chảy. Còn đương nhiên là để có thể diễn đạt, để có thể diễn đạt được mượt mà và trôi chảy thì chị nghĩ là không có cách nào khác, vẫn là cái lời kêu gọi mà chị gửi gắm đến các bạn đó là hãy viết 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 và viết chỉ có cách đó thôi các em ơi các bạn có nắm được nội dung này không ạ à? chị muốn xác nhận lại một chút xíu không hiểu ở đâu chị giảng lại ở đấy trên tinh thần là phải nắm được nhá nào không hiểu ở đâu chị giảng lại ở đấy ạ các bạn ơi không hiểu ở đâu chị giảng lại ở đấy nhá thế nên là các bạn cứ thoải mái nêu ra nếu mà các bạn đã nếu như mà các bạn đã hiểu rồi thì các bạn cũng sẽ để lại bình luận tại đây để chị nắm bắt được tinh thần. Sau đấy thì chị em mình sẽ cùng với nhau chuyển sang một cái nội dung tiếp theo, một cái cách tiếp theo. Ok không nào? Nào các bạn ơi, các bạn đã nắm được chưa? Ok chưa ạ? À? Chúng mình đã nắm được chưa nhỉ? Các bạn đã nắm được nội dung này chưa? Rồi, dễ hiểu lắm ạ. À. Thế thì phải viết được nhá, thảo nhá. Ok Thùy Anh nhá, thế thì phải viết được đấy nhá, chứ không phải là dễ hiểu là không vận dụng đâu nhá. Ok, nhất chị. Bây giờ chúng mình sẽ cùng với nhau đến với cách số 2 cùng với chị. Thì cái cách số 2 ở đây đó vẫn là đi từ thông tin tác giả, vẫn là đi từ thông tin tác giả thôi. Đi từ thông tin tác giả. Thế nhưng các em ơi, lần này thì mình sẽ đi vào một khía cạnh ấn tượng nhất. À, đi vào một khía cạnh ấn tượng nhất thôi. Được không ạ? À? đi vào một khía cạnh ấn tượng nhất Sau đó dẫn đến tác phẩm Thế thì bây giờ chị rất muốn hỏi nhá Ví dụ như tôi có vợ chồng A Phủ của nhà văn Tô Hoài Thì các bạn hãy giúp chị trả lời một câu hỏi này được không ạ? Đó là điều các bạn ấn tượng nhất về Tô Hoài là gì? Nào, điều các bạn ấn tượng nhất về Tô Hoài là gì? chị xin mời cẩm tuyết nào xin mời em điều em ấn tượng nhất về tô hoài là gì nào đâu rồi nhở cẩm tuyết ơi không thấy nói gì cả rồi ngọc diệu đi nào ngọc diệu nào điều em ấn tượng nhất về 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 tác giả tô hoài là gì nhẹ dạ. À, ông đã thể hiện những cái tư tưởng nhân đạo rất là ừ. sâu sắc tư tưởng nhân đạo à ok tư tưởng nhân đạo sâu sắc rồi chị cảm ơn em thế còn khánh vi khánh vi ấn tượng điều gì về tác giả tô hoài em nói chị là ông có vốn hiểu biết sâu rộng về cái phong tục à. của đất nước à vốn hiểu biết sâu rộng về những phong tục Được không ạ? À? Phong tục tập quán của nhiều vùng miền. Đúng không em? Nhiều vùng miền trên đất nước ta. Ok, tốt. Thế thì bây giờ nhá, khi mà các bạn tự đặt ra một cái câu hỏi rằng là điều các bạn ấn tượng nhất về tác giả đó là gì? thì cũng đồng nghĩa với việc là các bạn đã chuẩn bị cho mình được một cái chất liệu để các bạn viết thì về cái cách mà chúng ta sẽ viết sẽ là như sau này nó sẽ có thể có một cấu trúc như thế này tôi vẫn luôn được không ạ à, dành tình cảm đặc biệt cho một tác giả nào đó cho ai đấy à được không ạ à? bởi cái gì đấy thì sẽ cộng với cái điều mà các bạn ấn tượng nhất ok không nhá các bạn có thể theo cái cách này ok chưa ạ các bạn có thể theo cái cách này tôi vẫn luôn dành một tình cảm đặc biệt cho nhà văn tô hoài bởi điều mà tôi ấn tượng về người nghệ sĩ này có lẽ chính là vốn hiểu biết sâu rộng về những phong tục tập quán của nhiều miền đất của nhiều vùng miền trên đất nước ta đó ví dụ là như thế xong rồi các bạn sẽ có thêm cái phần lý giải thêm thể hiện cái sự hiểu biết của các bạn về cái đó ví dụ như tô hoài đã từng đi đến đâu à được không ạ à? nói luôn được không ạ à? ông ấy đã từng đi đến đâu ông ấy viết nhiều về điều gì và ông ấy đã thể hiện cái nhãn quan phong tục của mình như thế nào sau đó thì từ đó khéo léo dẫn vào tác phẩm ok chưa ạ hoặc nếu như hỏi chị về nhà văn Tô Hoài Chị lại ấn tượng về một cái điều đấy là Một cái, một cái, những cái trang sách Mà đã đi cùng với tuổi thơ của rất nhiều thế hệ Đó chính là cái chuyện dài dế mèn Phư lưu ký chẳng hạn Đó, được không ạ? Thì chúng ta có thể viết là gì ạ? Tôi vẫn luôn dành tình cảm đặc biệt cho nhà văn Tô Hoài bởi trong tuổi thơ của tôi thì những trang viết giấy mèn Phư lưu ký dường như đã trở thành những ký ức không thể nào phai mờ Ở đó tôi học được những câu chuyện để làm rõ hơn cho cái ý đấy đấy được không ạ ở đó tôi nhìn thấy rõ tôi được sống trong cái thế giới của những loài vật được không ạ rất là sinh động và cũng truyền tải những cái câu chuyện những cái thông điệp cực kỳ gần gũi về cuộc sống và điều đó giúp cho tôi trưởng thành và lớn lên mỗi ngày để rồi tô hoài vẫn theo bước chân của chúng ta tôi hoài tiếp tục bền bỉ trong hành trình viết của mình và trong một cái chuyến đi Tây Bắc thì ông ấy đã gặt hái được cả hai mùa là mùa tình dân và mùa văn học. Được thể hiện qua tập truyện Tây Bắc và đặc biệt là vợ chồng A Phủ được viết vào năm bao nhiêu kiểu kiểu thế. Các em ơi các bạn có có hiểu ý chị không ạ? Tức là mình sẽ đi sâu vào một cái khía cạnh nào đấy thôi mà mình cảm thấy ấn tượng nhất chứ mình sẽ không làm giàn trải như ở cái cách phía trên nữa. Các em nhá, thì đây sẽ là một cái cách để chúng ta có thể chủ động diễn đạt được không ạ à? hoặc là chúng ta sẽ viết luôn điều khiến cho độc giả ấn tượng về ai đó tác giả được không ạ à? là cái gì đấy cộng với điều ấn tượng nhất sau đó làm rõ cái điều ấn tượng đó được không sau đó chủ động dẫn vào tác phẩm Ok chưa ạ? À? Nhá. Được không nào? Thì đây lại tiếp tục là một cái cách nữa, ngoài ra thì các bạn cũng có thể chủ động tư duy những cái cách diễn đạt khác nhau nữa. Được không ạ? À? Nhá, các bạn cũng có thể tư duy sự các bạn cũng có thể chủ động tư duy để thêm những cái cách khác nữa. Ok chưa nào? Chúng mình ơi, chúng mình lại có hiểu cái cách số 2 này không ạ? À? Các bạn có hiểu cái cách số 2 này không? Các bạn có hiểu cái cách số 2 này không ạ? À? Đây là cách số 2 của chúng mình nha. Cách số 2 nha. Ok chưa nào? Đó, và bây giờ sẽ là cách số 3 để chúng ta có thể viết cái luận điểm số 1 nhé. Đó chính là chúng ta ngoài ra có thể sử dụng có thể sử dụng một nhận định về tác giả để đưa thông tin về tác giả vào. Tức là thay vì gì ạ? Thay vì cái việc là chúng ta phải viết rất là nhiều Thì chúng ta hoàn toàn có thể mượn một cái nhận định của ai đó Nhận xét về cái tác giả đấy Xong rồi mình dẫn từ đấy thì nó cũng là một cái ý rất là hợp lý Đấy, ví dụ như chúng ta viết là gì ạ? Nhà văn Nguyên Hồng Người bạn cùng thời thân thiết với Kim Lân đã từng nhận định về người nghệ sĩ này Kim Lân là nhà văn nguyện một đời đi về với đất với người với thuần hậu nguyên thủy của cuộc sống nông thôn Quả thực là như vậy, nông thôn và nông dân đã trở thành đề tài xuyên suốt trong những tác phẩm của người nghệ sĩ này và vợ nhặt là tác phẩm tiêu biểu ra đời vào năm 1954 đã kiểu kiểu như vậy. Ok chưa ạ? Tức là chúng ta sẽ mượn một cái nhận định thay vì cái việc là chúng ta phải suy nghĩ, tư duy, bây giờ tôi không biết là nên viết cái gì về về người nghệ sĩ này thì tôi có thể mượn một cái nhận định của một ai đó được không ạ? À? Một cái nhà phê bình nào đó để chúng ta đưa vào đây chúng ta thấy được những cái thông tin về tác giả cũng được hiển hiện mà đặc biệt là trong những cái nhận định thì chúng ta sẽ nhìn ra về cái phong cách nghệ thuật của những người nghệ sĩ khá là rõ thì các bạn cũng có thể chủ động sử dụng cái này nhưng cái khó là chúng ta cần phải tích lũy những cái nhận định đây là điều đương nhiên rồi và thêm vào đó thì chúng ta cũng sẽ còn phải làm gì ạ à chúng ta sẽ còn phải đảm bảo tính phù hợp nữa. Đúng không ạ? Chúng ta còn phải đảm bảo cái tính phù hợp cho cái nhận định này nữa. Đôi khi là có những bạn rất là tham lấy những cái nhận định cực kỳ dài mà viết cả nửa trang về về tác giả đấy không ổn, đúng không ạ? Nó phải vừa đủ thôi, một cái nhận định khoảng tầm 2 3 dòng thôi, xong mình còn phải diễn giải thêm để mình dẫn vào um, hoàn cảnh ra đời của tác phẩm nữa cơ mà, đúng không ạ? Thì đây sẽ là cái cách số 3, cũng là một cái cách mà các bạn có thể chủ động sử dụng nhá. Vậy thì các em ơi, với ba cái công thức phía trên, ba cái gợi ý phía trên mà chị đưa cho các em thì các em bây giờ các bạn đã thấy là viết luận điểm 1 dễ dàng chưa ạ? Và hãy nhớ là cái dung lượng cho luận điểm 1 này nếu như hỏi chị là khoảng bao nhiêu thì chị nghĩ là các bạn nên viết trong khoảng tầm 7 được không ạ? Các bạn nên viết khoảng tầm 7 đến 9 dòng là dài rồi nhá, tầm khoảng đấy thôi. Ok chưa ạ? Không nên tham lam quá. Nào, chúng mình ơi, chúng mình đã nắm được cái cách viết luận điểm số 1 chưa? Trời ơi, mới có luận điểm số 1 thôi mà không hiểu chị Hiên nói gì mà dài dòng thế không biết nữa. Bởi vì cái tính của chị thế, khi mà đã giảng cho các em cái gì thì lúc nào cũng muốn là 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 phải chi tiết nhất có thể. Vẫn luôn luôn mong muốn là như thế, vẫn mong muốn là phải chi tiết nhất có thể bởi vì chỉ sợ một điều ấy. Là các bạn không hiểu bài thôi Các bạn không hiểu bài mà các bạn không biết cách làm nữa Rõ ràng là đang bảo với chúng mình là Là đang hướng dẫn cho chúng mình về việc viết gì ạ à? Đang hướng dẫn cho chúng mình về việc viết phân tích đây mà bây giờ Giảng xong mà các bạn không hiểu thì chị buồn lắm Chúng mình xác nhận hội chị Hiên cái để chuẩn bị chuyển sang luận điểm số 2 Luận điểm quan trọng nhất nhá Ok chưa? Muốn hỏi thêm gì? Để lại bình luận chị rep luôn Chị trả lời ngay lập tức Rồi xin, xin mời em nào Duyên ơi chị mời em Chị ơi em muốn hỏi là tích lũy nhuận bệnh chị Là okay. mình phải viết thường chữ hay là mình chỉ còn viết bất ý là được chị Sẽ có hai cách nhá Mình một là sẽ trích dẫn nhận định trực tiếp À trích dẫn nhận định trực tiếp tức là như thế nào có nghĩa là ví dụ nhà văn nào đó, nhà phê bình nào đó đã từng viết, đã từng nói, đã từng thủ thì đã từng bộc bạch Thì mình sẽ phải trích đúng 100% và đặt nó trong dấu ngoặc okay. kép Duyên nhá Nhưng cũng sẽ có một cái cách để chúng mình trích dẫn nhận định nữa, đấy là chúng ta trích dẫn một cách gián tiếp. À. Thì cái trích dẫn gián tiếp này ạ, chúng ta không cần phải đảm bảo đúng 100% mà chúng ta chỉ cần nhớ được một số các cái từ khóa và chúng ta cho những cái từ khóa đấy vào trong ngoặc kép và chúng ta diễn giải lại cái ý chúng ta hiểu về nhận định đó với gì ạ? À? một cách gọi là mượt mà, trôi chảy, đảm bảo phần diễn đạt là được duyên là hiểu ý chị không? thì em có thể tùy thuộc em lựa chọn nếu như đối với những cái nhận định dài và khó mà em không thể nào nhớ được từng chữ thì em có thể lựa chọn cách thứ hai là em đã hiểu về cái nhận định đấy rồi thì em sẽ diễn đạt lại cái nhận định đó ví dụ như là nhà thơ theo gì ạ nhật nhà thơ chế lan viên đã từng tâm sự rằng là đấy kiểu như là đã tâm sự hay là nhà thơ chế lan viên đã từng bày tỏ rằng mỗi mảnh đất chúng ta đi qua Giống như là chế Lan Viên có viết là Nhớ bản xương răng nhớ đèo mây phủ nơi đau qua lòng lại chẳng yêu thương Khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi đất đã hóa tâm hồn Thế nhưng chúng ta không thể thuộc được cái đoạn thơ đấy Thì chúng ta sẽ viết là gì ạ Nhà thơ chế Lan Viên đã từng nói thay lời của biết bao nhiêu người nghệ sĩ Để thể hiện tình cảm của con người đối với miền đất đã đi qua và mỗi miền đất khi mà họ đặt chân qua thì lúc rời đi mảnh đất đó đều sẽ hóa tâm hồn thì chúng ta nhớ được là à cái hóa tâm hồn là có trong cái nhận định đó cho có trong cái đoạn thơ đấy thì mình có thể là mình sẽ cho vào trong hoa kép